nhé. Sau cơn mưa thì không gian lại yên tĩnh trở lại luôn cả nhà. Lúc nãy sấm sét rất là ghê luôn, sấm sét dữ dội lắm, nhưng cũng quen rồi, từ tuổi thơ rồi cả nhà. Cho nên ai đã từng là người con của núi rừng thì cũng quen thôi. Vì nếu như người mà không mạnh mẽ thì không ở với được với núi rừng đâu cả nhà nhé. Vì nếu là những người con của núi rừng thì lúc nào cũng phải kiên cường này, cũng lúc nào cũng phải kiên cường. Bên lề đường có bùi hoa đẹp tuyệt vời như vậy đấy cả nhà. Bùi hoa này ở đây cũng đã mười mấy năm, 20 năm rồi này. Không biết làm sao mà nó cứ nở hoa quanh năm, đỏ sấm sét ghê lắm cả nhà nhé. Nếu mà mình đi thì ra đường thì sấm sét nhiều thì mình mang đôi dép nhựa. Mình mang đôi dép nhựa để cách điện là được thôi. Một người con của miền núi, một người con của núi rừng thì lúc nào cũng kiên cường và có một bản năng rất là tuyệt vời cả nhà. Như kiểu mà những người con của Mỹ á, coi như là thả đâu cũng sống được ấy. Đấy, cho nên nếu là người con của núi rừng chính thức rồi thì rất là kiên cường luôn cả nhà nhé. Đây là cổng trường. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu hoài niệm lấy trở về với bao nhiêu những người con đã được từng học dưới mái trường này. Mái trường này thành lập cũng đã lâu rồi, rất rất lâu luôn cả nhà. Ngày xưa là cái đường này nó ở dưới cái hũng nước ấy. Cái hũng nước đi vào nó rất là vất vả luôn, nhưng có một người thầy giáo rất là yêu trường, rất là đam mê các em học trò, dạy dỗ các em học trò và đam mê những cái đẹp, cho nên đã làm được con đường đẹp này cả nhà. Người thầy vẫn thường xuyên vào trường thăm trường đó cả nhà. Cảm ơn thầy nhiều lắm, cảm ơn thầy lãnh đạo rất là nhiều, cảm ơn các bậc tiền bối, các thầy cô của mái trường thân thương này rất là nhiều luôn. Các thầy cô dù đã đi xa trường, cảm ơn rất nhiều luôn. Vì là đã tâm huyết cho mái trường này được đẹp và có không gian tuyệt vời như ngày hôm nay. Không biết nói gì hơn cả. Chỉ biết nói lời cảm ơn đến các thầy cô giáo thế hệ trước và cũng như ngay bây giờ đây thì cảm ơn các thầy cô rất là nhiều. Thấy mặt các con của hai xã về hồi tù mãi nhà chúng này thì rất là yêu quý các thầy cô. Không gian trường rất là đẹp luôn cả nhà. Nó đẹp tĩnh lặng về buổi đêm, rồi nó đẹp về sáng mai, đẹp sau cơn mưa, rồi đẹp những cái buổi nắng gay gắt á. Vé sâu nó kêu tuyệt vời lắm cả nhà nhé. Sấm sét xa xa kia vẫn là đang sấm sét rất là ghê luôn cả nhà. Đó. Tối nay lại đón tiếp cơn mưa rừng tiếp nữa cả nhà nhé. Vì là khí hậu ẩm lên thì sẽ mưa dồn dập thôi. Ở miền núi là vậy đó. Cho nên tối nay lại đón những cơn mưa rừng. Nếu nghe không gian tĩnh lặng về trước cơn mưa, về chập tối á, mà không có con gì kêu nhiều lắm á, thì đúng đêm đó là mưa rất lớn luôn cả nhà nhé. Từ tuổi thơ là được ở mảnh đất của núi rừng rồi, cho nên là rất là kinh nghiệm luôn cả nhà. Giống như kiểu sắp đón một cơn bão thì rất là tĩnh lặng luôn đó. Cho nên cơn mưa rừng đến cũng vậy đó. Các con chim, các con thú, các con chim muông của rừng núi cũng như kiểu mà đi tìm nơi để trú ẩn cơn mưa. Cho nên sắp đón cơn mưa lên là đó sấm sét rầm rầm luôn cả nhà. Cho nên rất rất biết là sắp đón cơn mưa rồi cả nhà nè. Chính xác luôn. Cơn mưa lại đến tiếp. Bên này á là Nghĩa Lạc này, gần Thanh Hóa, là đang có thể là không đón cơn mưa rừng được. Nhưng ở nhà mình đây,
Ở nhà mình gần với công ty sữa TH The Milk thì sắp đón cơn mưa rất là lớn luôn cả nhà nhé. Mù mịt luôn. Đó, nghe tiếng mưa đã lớn đến rồi. Chúc cả nhà một buổi tối thật là thanh bình, thật là vui vẻ bên gia đình nhỏ của mình nhé.